cái thế giới cũ đó đi bố hay tôi chỉ tôi đi tôi bung ta nó nè hay tôi hay tôi là sao hay tôi quay 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 xin chào chưa chưa nó cảnh sát rồi ra rồi cái gì chứ hổ nữa không chỉ hổ oh oh hai chân mất nó rồi oh oh cái vấn đề gì nó anh nhặt thành xe mình nhặt kia cái này á cái gì 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 你看看那个人咋开业哟，哦是哦，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 你看看那个人咋开业哟，哦是哦
Kính Rồng Mây để có những bữa tiệc sang trọng. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0374 932 044. Xin liên hệ được đón tiếp quý khách. Nhà hàng Cầu Kính Rồng Mây xin kính chào quý khách. Nhà hàng chúng tôi phục vụ ăn uống tại tầng 3, khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây. Nhà hàng có tất cả các món ăn như lẩu cá tầm, cá hồi, lợn bản, gà bản, cơm rang, cơm bình tân, thực đơn phong phú đa dạng, đặc sản các vùng miền, phù hợp với mọi yêu cầu của chúng tôi. Cùng đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, kinh nghiệm nhiều năm, chu đáo, sẵn sàng hài lòng quý khách. Okay, now, it's going to go down. What's your
chợ Ía rồi, nhớ nhớ lạc đi. To thì to hơn. Yo, cái con cái gì à? Ooh, no. Tôi nó tên nó khỏi có
7000多，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 7000
Quảng Ninh. Thôi, xong cái xương đó, không ai rồi. Cái đồ thái xóa không ai. Cái có thể cho nên giá bốn sáu sò. Mấy cái gì tiền lo? Hey, people, get loose here. Hey, maybe because I just want to move down back. You have a thought. Let's go back down. Bếp tỏ lên ra, tỏ lên ra. Chết. Chết tỏ chết.
Rồi hai. Chờ cái này. Hãy từ từ. Hãy đi. Chạy cái này nó tinh cỏ luôn cả, cái này cho lấy ít hái bỏ vào sân nhà chị tôi mà ai muốn, cái cái này chỉ biết một tờ, ý là hay rồi, số nó sao luôn nè, biết một tờ ý chắc ăn thế chứ, hay rồi mà, tờ ý biết một nhà thế, chỉ cả một tờ ăn, ừ, sao mà tôi ai mong tu fly tu luôn nè, bây sao ta, hey, bị bao tiền à? Chân này, để mong tụt chi thế, tụi này, bây giờ này, giờ bắt đầu rồi à? Chúng nó còn rồi à. Trời ơi.
哎呦，啥了嘞？起来。走，走走走走，再有点电呀，管你管你带呀，走不走不走不。稍等吧。到了不看什么海呀？那看什么哦？Chỗ cái mà, yêu mà.